An Giang trao loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ. Ngày 11 tháng 9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. Bổ nhiệm Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Bảo Trung kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang, Trưởng ban Tôn giáo Nguyễn Phú giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang. Bổ nhiệm Trưởng ban thi đua. Khen thưởng, Sở Nội vụ An Giang, Huỳnh Thị Diễm Châu giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Bổ nhiệm lại Phó Chánh thanh tra tỉnh An Giang Phan Thanh Dũng, thời hạn bổ nhiệm lại 5 năm. Cử lại ông Nguyễn Ngọc Sơn làm người đại diện 51% phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang, giới thiệu bầu Hội đồng quản trị, ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 đến 2028. Cử lại ông Trần Minh Tâm làm người đại diện 29% phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang, giới thiệu bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 đến 2028. Cử lại ông Đặng Anh Dũng làm người đại diện 10% phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang, giới thiệu bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 đến 2028. Cử ông Lương Văn Bạ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nước An Giang, đang là người đại diện 60% phần vốn nhà nước, đại diện thêm 10% phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Điện nước An Giang. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chúc mừng các cán bộ được nhận quyết định bổ nhiệm lại. Đồng thời mong muốn, trên cương vị mới, các cán bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.